sao? Hai chị em ơi, mẹ có táo nè, bác câu cá hả con? Đi ăn táo không? Ôi dồi ôi, chị gấu chăm chú đấy, con câu được từng này rồi à? Để lấy bà mẹ hai chị em ăn táo nhé. Con ăn táo nhé. Dính nhau rồi. À dính rồi à? Thế để ra đây để tí mẹ gỡ cho. Ô được rồi. Đây nè, nó như thế này. Ừ rồi, con để sang bên kia đi để ăn táo lại nào. Anh em Titi câu cá này chờ đói bụng ngoài nào. Rồi con bỏ ghế xuống, ngồi bàn thôi. Đây, sang bên đây. Đó, ăn đi thôi, mẹ mời hai chị em. Ăn quá. Con sẽ gạt tay con. Đi ngồi lại đây con. Titi có đồ ăn mà giữ khư khư luôn đấy. Mẹ mời hai chị em nhé. Câu cá mệt quá nè. Ngồi nè. Để con câu cá tiếp. Ăn cá xong là câu nhá. Ăn lấy sức mạnh ạ. Con ăn đi. Câu cá mệt không Tim? Thích không? Thích nào. Chị Gấu lại đam mê câu cá à? Con câu đi nhá. Mẹ với Titi ngồi ăn nhỉ? Được không? Ừ. Táo ngon này mà chị Gấu ngoan tí nhỉ?
Đây mày rửa lại cần cho nào, mày kéo lại cái dây cho nào. Kéo dây cho ngắn lên, câu cho dễ nha. Rồi, như thế này. Rổ đâu? Rổ đây. Đây, rổ câu cá của chị Gấu đây. Không. Tí biết câu cá không?